niên và nhi đồng thân mến, thật đẹp khi cuộc sống của chúng ta được bao bọc bởi sự thơ ngây đáng yêu và những tiếng cười giòn tan vô tư của trẻ nhỏ. Để hôm nay chúng ta được ngắm sự hồn nhiên thơ bé ấy, nhân loại thế giới của thời điểm 70 năm trước đây đã phải rơi nước mắt, và từ đó chính là cột mốc Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 ra đời. Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 là niềm háo hức của tất cả các em nhỏ trên thế giới. Đây cũng là dịp để người lớn đặc biệt quan tâm và thể hiện tình yêu thương dành cho các em. Hôm nay chương trình Giúp Mẹ Chăm Bé sẽ dành tặng cho các em câu chuyện Lịch sử Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 nhé. Lịch sử ra đời Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Rạng sáng ngày mùng 1 tháng 6 năm 1942, bọn phát xít Đức bao vây làng Lidischer Tiệp Khắc. Chúng bắt 173 người đàn ông, 196 phụ nữ và trẻ em. Tại đây, chúng đã tàn sát dã man 66 người và đưa 104 thiếu nhi vào trại tập trung. 88 em đã bị chết trong các phòng hơi độc. 9 em bị đưa đi làm tay sai cho bọn phát xít. Làng Lidischer không còn một bóng người. Hai năm sau, ngày 10 tháng 6 năm 1944, bọn phát xít Đức lại bao vây thị trấn Oradour, Pháp. Chúng dồn 400 người vào nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em, bị phóng hỏa đốt cháy một cách thảm thương. Với trách nhiệm thiêng liêng và cao quý của mình, năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1 tháng 6 hàng năm là ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi, nhằm đòi chính phủ các nước phải nhận trách nhiệm về đời sống thiếu nhi và đòi giảm ngân sách quân sự, tăng cường ngân sách giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu niên nhi đồng. Tiếp theo, tháng 4 năm 1952, tại Viên, thủ đô nước Áo, đã có cuộc họp quốc tế bảo vệ thiếu nhi. Hội nghị này đã yêu cầu tất cả chính phủ các nước đặt ra pháp luật cho nước mình nhằm đảm bảo hạnh phúc cho các bà mẹ và trẻ em, đòi cấm dùng những phát minh khoa học vào mục đích chiến tranh. Đến năm 1955, Đại hội các bà mẹ hầu hết các nước trên thế giới đã họp tại Moscow, đã tố cáo bọn đế quốc âm mưu gây chiến tranh và kêu gọi các bà mẹ khắp năm châu siết chặt thêm hàng ngũ đấu tranh cho một nền hòa bình bền vững trên trái đất. Từ đó đến nay, những tổ chức quốc tế, thanh niên, các nước đã lấy ngày 1 tháng 6 là ngày biểu dương lực lượng đấu tranh chống các thế lực gây chiến tranh, bảo vệ hạnh phúc cho các bà mẹ và trẻ em trên toàn thế giới. Ngày Quốc tế Thiếu nhi ở Việt Nam. Việt Nam là nước đầu tiên của châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em, văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên để cập toàn diện về quyền trẻ em dựa trên nguyên tắc trẻ em có quyền chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt. Từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 được coi là tháng hành động vì trẻ em Việt Nam. Ở nước ta, sau khi giành được độc lập ngày 1 tháng 6 và ngày Tết Trung Thu 15 tháng 8 âm lịch hàng năm, thật sự trở thành ngày hội vui chơi tưng bừng của thiếu nhi cả nước. Ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên, mùng 1 tháng 6, 1950, trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc đang trải qua thời kỳ cam go ác liệt nhất, nhưng Bác Hồ kính yêu vẫn luôn nghĩ tới thiếu niên nhi đồng cả nước. Bác viết thư và chúc mừng cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Bác viết: Bác thương các cháu lắm, bác hứa với các cháu rằng đến ngày đánh đuổi hết giặc Pháp, kháng chiến thành công, bác cùng chính phủ, cùng đoàn thể sẽ cố gắng cho các cháu dần dần được ấm no, được vui chơi, được học hành, được sung sướng. Từ đó về sau, hàng năm đến ngày Tết Thiếu nhi và Tết Trung Thu, cả nước lại hân hoan đón chờ thư chúc mừng của bác. Bác luôn hết sức quan tâm, dạy cho các cháu nên người. Trong đó, 5 điều bác dạy thiếu niên nhi đồng đã trở thành nội dung giáo dục đối với đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Nhiều người đã chia sẻ: Con người
ai cũng có những trải nghiệm về tuổi thơ khác nhau, nhưng những ngày Tết thiếu nhi hay ngày Tết Trung thu luôn được khắc ghi là những kỷ niệm êm đềm trong sáng của tuổi thơ. Dù ta có đi đâu, có làm gì, có về đâu, ta vẫn luôn nhớ về tuổi thơ ngây thơ yêu thương đầy trong sáng. Vì vậy, hãy dành cho trẻ nhỏ những ký ức thật đẹp đẽ về tuổi thơ. Hãy dành cho các cháu được vui chơi, được tận hưởng niềm hạnh phúc vô bờ bến mà người lớn đã dành tặng cho các con. Tay em cầm hoa cờ đỏ thắm ánh sao vàng, mùa hoa theo nhịp đàn đừng vang vang, vui bên nhau cùng bạn Tây Nguyên, khi xa nhau càng thêm lưu luyến. Hôm nay ngày vui cùng nhau mùa kết đoàn, những trao bạc hồ thật ngoan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.